À, kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo, đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu và hồ sơ địa chính. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là thực hiện xây dựng bản dữ liệu về đất đai, mà thực hiện theo kiểu nhanh nha. Còn thực hiện cái bản chi tiết giống như cái bản này nè, là tôi sẽ có một cái video riêng về hướng dẫn đó nha. Chỉ tôi cần hướng dẫn các bạn làm nhanh này. Rồi, đầu tiên vô nè, từ đất ID, mã xã nè, số hiệu đầu nè. Rồi, ta sẽ làm như thế nào cho tự tưởng cái đó nha. Rồi, đầu tiên, ta vào cơ sở dữ liệu nè, à, catalog cơ sở dữ liệu nha. Rồi. Thời đất, ra thời đất nha, chụp phải, property, đó, kéo xuống dưới nè, mà thấy không, mã ID nè, mã thời đất ID nha, ở đây tên cái này là gì, nó ghi là mã đối tượng, nè, thấy không, ở đây nha, ghi là, cái này giữ nguyên như chỗ này nha, cái này nè, ghi là mã đối tượng nha. Đối tượng, rồi, xong, một cái nha. Thứ hai nữa là mã xã, có tên là mã đơn vị hành chính cấp xã. Rồi, đây. Mã xã, có tên là mã đơn vị hành chính. Mã đơn vị hành chính. Hành chính cấp xã. Rồi, thứ hai, số hiệu ban đầu. Số hiệu ban đầu, đây, copy cho nhanh. Tên, nó là số hiệu ban đầu, rồi. Còn số hiệu ban đầu nè, đó, ta bấm dán vô. Rồi, cái này nè, ghi là số hiệu ban đầu. Rồi, qua đây, số hiệu thửa nha. Quy cho nhanh là số thứ tự thửa đất cho giống nha. Số thứ tự thửa đất đó. Rồi đây cái cũ còn một cái chương trình đất một góc diện tích không gian. Rồi như đó thôi, nháp à, nó ta có bằng bên này nè. Rồi nha, bấm một tay nó ok nha, xong rồi các bạn là mở lại nè. Thấy không, bây giờ tôi mở thằng app lên nha. Rồi ta vào nè, cơ sở dữ liệu nè, người đất nè, anh đất nè, chụp phải nè, coi bản thuộc tính nè, thấy không, đó, mã vị chính nè, số hiệu đầu là số thửa đất nè, đó, để tôi bấm làm mấy cái nè, rồi, cái mã đi đâu à, đây mã đối tượng này, đó, mã đi thì nó kéo lên trước, cho ông lên trước, hỏi đây, đó, đúng như thứ tự nè, đó, vậy là đúng rồi nè, thấy không. Còn mấy cái này thì ta thêm bớt bình thường nhé các bạn. Rồi sau khi làm xong mà ta muốn lưu cái thứ tự như thế này nè, nó lưu vẫn thứ tự như vậy, rồi bấm là xây lại nha, xây lại, bấm xây lại, lưu lại nha, lưu lại bỏ vô đây nè. Còn này tôi hướng dẫn ví dụ nên tôi không có lưu lại nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn xây dựng bản thuộc tính dữ liệu thửa đất thành công nha.